già như bà rồi. Nếu không làm lao công ở công ty này thì chắc là chỉ có chết đói thôi. Câm mồm, cúi xuống và nhặt nó lên. Chưa bao giờ tao gặp con lao công này là như thế này. Lần này là do bọn em sai, bọn em ngu. Chị tha lỗi cho bọn em nhé. Con quen làm việc với thái độ của bên nước ngoài rồi, thế nên mẹ cứ yên tâm đi ạ. Đúng là nữ cường nhân có khác, nói chuyện với con gái mà cứ như là đi làm bàn việc với đối tác ấy. Cô ơi, giờ này nhân viên và khách hàng đi lại nhiều, cô để như thế này là cản trở mọi người đấy ạ. Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá. Không có gì, giúp người là giúp mình. Cô không phải cảm ơn đâu ạ. Nhìn người, đã biết là có giáo dục rồi. Đẹp người, đẹp nét. Nhìn thì ngon, mà ăn chán thế không biết. Này cô, tôi vừa quét sạch sẽ chỗ này đấy. Thùng rác thì ngay kia. Sao cô không vứt ra đấy mà cô vứt bừa ra đây thế này? Đấy không phải là việc của tôi. Đây là bổn phận của lao công các bà. Mà chẳng phải tôi làm như thế cũng là tạo con việc làm cho bà còn gì. Cô làm như thế này, cô không sợ mọi người ta nhìn thấy người ta cười cho à? Cười á? Ai dám cười tôi? Thế bà lại không biết rồi, chồng tôi là giám đốc của cái công ty này, tôi chẳng phải sợ ai hết. À mà bà có muốn bị đuổi việc không? Già như bà rồi, nếu không làm lao công ở công ty này thì chắc là chỉ có chết đói thôi, chẳng làm được cái việc gì đâu. Vâng, tôi xin lỗi, là tôi sai, đây là bổn phận của tôi. Nếu bà biết rồi ấy, thì bà làm cho nhanh đi, rồi đi đi. Mẹ, con đến rồi đấy à? Dạ. Phòng làm việc của mẹ cũng khá giống với phòng làm việc của con ở bên nước ngoài đấy ạ. Cũng phải thôi, cùng một đội thiết kế cả mà. Bao nhiêu năm con một mình quản lý chi nhánh nhà mình bên đấy, cũng vất vả quá rồi. Vất vả gì đâu ạ mẹ, vì mẹ và công ty thì con làm gì cũng được mà. Nhưng mẹ bây giờ thì già rồi, cũng thỉnh thoảng lẩm cẩm rồi. Có cô con gái thông minh như con, mẹ cũng yên tâm hơn. Cô con gái thông minh của mẹ lại chuẩn bị đi gặp đối tác đây ạ. Con đi đây mẹ nhá. Ừ. Con chào mẹ. Ừ, con đi đi. Thôi được rồi, cảm ơn cậu. Cậu có thể tiếp tục đi làm công việc rồi. Cho em hỏi, có phải chủ tịch đang có kế hoạch nghỉ hưu không ạ? Phải. Nhưng tôi có phải báo cáo tường tận việc này với cậu không nhỉ? À không. Nhưng chủ tịch đã nhắm được ai cho vị trí của chủ tịch chưa ạ? Em thân là giám đốc, từ trước đến nay việc nhẹ hay việc lớn gì cũng đến một tay em. Công lao thì không ít mà khổ lao thì cũng quá nhiều. Cậu yên tâm,
vị trí chủ tịch tôi đã sắp xếp cả rồi. Không biết là ai lại có được lòng tin của chủ tịch đến thế ạ? Cậu đã muốn biết ấy thì tôi cũng nói luôn cho cậu biết này. Đấy là con gái tôi. Nhưng đáng tiếc, hiện giờ con gái tôi đang đi gặp đối tác, chưa có thời gian để gặp cậu. Vâng ạ. Cô vẫn còn dọn ở đây ạ? Ôi lại gặp cô rồi. Từ sáng sớm cháu đi gặp đối tác đến bây giờ mà cô vẫn còn dọn ở đây ạ? Tôi dọn sạch sẽ rồi ạ. Thế nhưng mà khổ nỗi là công ty mình có người vô ý thức quá, cứ vứt lung tung ra công ty thế này ạ. Một công ty lớn như thế này mà lại có người vô ý thức như thế ạ? Thế cô không nhắc nhở họ ạ? Cô ấy cũng là nhân viên nhưng không hách lắm ạ. Nói là vợ giám đốc nên cứ bắt nạt người khác thôi. Bây giờ cháu bận đi công việc, nhất định cháu sẽ xử lý họ. Cô bị làm sao đấy hả? Cái lưng của tôi. Thôi được rồi, cô cứ về đi. Tài xế của cháu đỗ xe ở dưới sảnh, cháu sẽ bảo bác ấy chở cô về. Nhưng mà tôi vẫn chưa dọn sạch sẽ. Cái cô vợ giám đốc ấy, cô ấy bảo là nếu mà tôi không dọn sạch sẽ là cô ấy sẽ bảo chồng cô ấy đuổi việc tôi. Cô ta nghĩ cô ta là ai cơ chứ? Cô cứ yên tâm về đi, cháu sẽ đảm bảo cho cô. Vâng, thế cảm ơn cô ạ. Cuối cùng cũng xong. Lao công mới đi làm à anh? Vợ yêu, em đừng nói là cái bà lao công già kia bị em dọa cho chạy mất dạng rồi nhá. Tôi không nghĩ rằng ở công ty lớn như thế này mà lại có hai nhân viên hách dịch như thế này đâu. Mà lao công bây giờ đi làm quần áo cũng mặc đẹp ghê anh nhở. Sao? Đồng phục bị chó gặm mất rồi à? Cô không thể ăn nói tử tế hơn được à? Mày có biết đây là ai không? Chồng tao là giám đốc của cái công ty này. Thì vì sao tao lại phải nói chuyện tử tế, dễ nghe với mày? Em không thể làm gì để nó sợ em hơn à? Làm gì bây giờ nhỉ? Nhạt. Thì ra cô là cái người suốt ngày đi gây sự với cô lao công đấy à? Còn anh nữa, anh là giám đốc, người có học thức, có địa vị, thế mà lại để vợ mình dùng danh tiếng của mình cư xử như thế à? Câm mồm, cúi xuống và nhặt nó lên. Nếu cảm thấy không nhặt được bằng tay thì dùng mồm mà nhặt. Được, tôi sẽ nhặt. Nhưng không phải vì tôi sợ các người, mà là vì tôi không giống các người. À mà anh này, cái bà già chết tiệt kia sắp về hưu phải không? Thế cái ghế chủ tịch thì thế nào? Khốn nạn, bà ta định giao công ty cho con gái bà ta. Đúng là cái con quỷ cái mà. Anh đã bán mạng phục dịch cho cái công ty này, cuối cùng chẳng được cái gì cả. Con gái bà ta sinh ra đã được ở vạch đích. Nhưng anh yên tâm đi, cô ta sẽ chẳng được cái tích sự gì đâu. Đứng lại. Ai cho mày đi? Việc của tôi đã làm xong. Tôi không có nghĩa vụ phải ở đây để nghe hai người nói xấu về chủ tịch.
Mày xem lại cái thái độ của mày đi. Biết đâu được, sau này tao sẽ làm chủ của mày đấy. Vậy chúc tối nay anh ngủ ngon và mơ giấc mơ như vậy. Anh để nó đi như thế à? Chỉ là con lao công thôi mà em. Thích trà đạp ấy, lúc nào mà trả được. Ôi, cô bé lao công khổ sở đây làm cái gì đấy? Đang dọn phòng à? Thế vợ nghĩ là nó làm gì? Hôm nay bà chủ tịch già kia sẽ bàn giao lại công việc cho con gái của bà ta. Cái loại thấp hèn như nó ấy, thì chỉ có đến đây dọn phòng, lo bàn lo ghế thôi. Người có não thì phải suy nghĩ trước khi nói. Cái điều đơn giản này mà tôi cũng phải dạy hai người à? Hay. Chưa bao giờ tao gặp một con lao công nào mà lại hay như mày. Hay dở như thế nào thì cũng không bằng vợ chồng hai người. Hai người có thể dùng những lời nói thô bỉ, đê tiện nhất để nói về mẹ con chủ tịch cơ mà. Thế tao nói cái gì sai? Con gái của bà ta cũng chỉ là một kẻ bất tài vô dụng. Chẳng qua là xuất thân danh giá nên mới được hưởng lợi từ cái công ty này thôi. Mà kể ra bà chủ tịch cũng ngu anh nhỉ. Chẳng hiểu sao lại giao công ty cho con gái, rồi để sau này có khi lại tự tay dâng công ty cho chồng. Đúng là đàn bà tóc dài óc ngắn. Cô cũng là đàn bà, sao cô có thể thở ra những cái câu nói nhục mạ đàn bà như thế được nhỉ? Ôi, Chủ tịch. Mẹ. Mẹ đến lâu chưa ạ? Chủ tịch, con lao công này là con gái của chủ tịch sao ạ? Phải, con gái tôi, con gái ruột của tôi, và cũng là người kế nghiệp công ty này đấy. Sao? Giám đốc có ý kiến gì không? Giám đốc Vũ và vợ của giám đốc Vũ đây có khá nhiều ý kiến đấy mẹ ạ. Hai vợ chồng họ còn nói là mẹ con mình ngu, không có não. À, con còn nghe đâu hai người còn đang bàn tính là để cướp công ty của mẹ con mình, lại còn đòi làm chủ tịch nữa đấy mẹ ạ. Con gái mẹ giỏi lắm, vừa mới về nước vài ngày mà đã phát hiện ra những thành phần cặn bã của công ty rồi. Ôi chủ tịch ơi, hình như là con gái của chị có sự hiểu lầm gì với vợ chồng em. Đúng ạ. Chứ thực sự vợ chồng em không có cái ý nghĩ xấu xa này đâu ạ. Con gái, mẹ tin con, mẹ giao toàn quyền cho con giải quyết việc này. Con hãy loại bỏ thành phần ăn cháo đá bát này ra khỏi công ty cho mẹ. Chủ tịch ơi, em xin chị, vợ chồng em biết sai rồi ạ. Anh. Chị đừng đuổi việc vợ chồng em ạ. Lần này là do bọn em sai, bọn em ngu. Chị tha lỗi cho bọn em nhé. Không muốn bị đuổi việc. Được. Nhưng hai người sẽ lập tức xuống làm lao công cho tôi. Thử xem cái cảm giác đứng ở cái vị trí mà ngày xưa hai người đã khinh thường. Cảm giác nó sẽ như thế nào? Công ty tôi không còn chỗ chứa hai người nữa. Hai người có thể đi xuống tiếp nhận công việc mới được rồi đấy. Ha ha ha.